Rồi ok hello xin chào tất cả anh em chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình Đây là một cục pin uh, DJI FPV nha anh em Hay uh, gọi là DJI Flash đó. thì cũng đều là nó ha Thì tình trạng của cục pin này là nó đã bị khóa nha anh em Cái tình trạng nó bị khóa thì khá là khá là đơn giản đó là bốn cái bóng đèn mà anh em bấm mở nguồn nó sẽ nháy liên tục như thế này Là cục pin nó bị khóa ha <laughs> uh, Thì uh, có rất là nhiều cái luồng thông tin ở trên mạng internet ha nói về cái việc mà có thể mở khóa được cái cục pin DJI FPV này thì hôm nay mình sẽ cùng mình em nghiên cứu nó một tí ha rồi ok anh em thì về phần giao diện kết nối thì anh em sẽ hàn những cái sợi dây giống như của mình chỉnh này ha đó là hai ba cái sợi dây chúng ta cần nằm ngay đây nè anh em để mình zoom lại cho gần đây chỗ này nè đó chỗ này sẽ là SDA SCL và GND ba ba sợi này thôi nha chỉ cần ba sợi này thôi còn sợi thứ tư bên tay phải của mình không cần quan tâm đâu chỉ cần ba sợi ở ngay cái vị trí này nè là SDA SCL GND GND nó sẽ là sợi dây nằm xa nhất bên trái này nha anh em bên trái này sẽ là sợi dây GND còn hai sợi dây kế bên nhau sẽ là SDA SCL ha và chúng ta cũng sẽ kết nối nó với cái bo CB2112 và sử dụng phần mềm này, DJI Killer bình thường ha đó, và chúng ta sẽ tiến hành unseal uh, uh, sau đó chúng ta sẽ tiến hành chúng ta xóa bf của nó và để xem coi là nó có thể phục hồi lại cái chức năng hoạt động được không hết anh em. Ok anh em. Đó mình giờ mình tiến hành kết nối cái bo uh, CB2112 nè. Đó, kết nối vào SDA, SCL và GND ha và sau đó mình sẽ kết nối nó vào máy tính và làm việc nó trên máy tính nha anh em. Rồi ok anh em thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình uh, kết nối với máy tính và mình mở DJI Battery Killer để chúng ta làm việc với cái cục pin DJI FPV này ha Thì uh, như anh em có thể thấy là ở đây mình chọn con chip nó là BQ9006 này anh em Thì với con chip BQ9006 với phiên bản DJI Battery Killer mới nhất thì nó chỉ cho chúng ta read info thôi Yeah. Như vậy thì chúng ta sẽ không thể làm việc được với cái con với cái cục pin của FPV được, chúng ta phải chuyển sang cái con chip BQ9003 để chúng ta có được thêm nhiều cái 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 lựa chọn nha. Yeah. Và mình chuyển về chip BQ9003. Và hiện tại thì chip nó đang siêu nha, yeah. set ba. Và mình thử in siêu bằng cái nút in siêu fast đó, thì nó sẽ báo là error in siêu, nó không in siêu được nha. Yeah vì cái con chip BQ9006 này thì nó sử dụng một cái cái khóa in siêu một cái khóa để in siêu nó khác với cái khóa của con BQ9003 cho nên là anh em sẽ không thể in siêu được bằng cái nút in fast có sẵn ở trên cái phần mềm ha và chúng ta cần phải có cái kỳ ha chúng ta cần phải có cái key in siêu của con chip BQ9006 và giờ mình sẽ tiến hành mình enter cái key in của con chip BQ9006 này vào ha À, vì một vài lý do cho nên là mình sẽ không có công khai cái khóa in siêu cho con chip BQ9006 được nha anh em mong anh em thông cảm ha thì giờ mình đang enter cái key vào và anh em đấy là cái hai cái cờ set 1 và set 0 ha ở cái phần cái ở cái thanh operation state at a đó nó set 0 và set 1 đó chính là in siêu và fast ha và sau khi mình enter cái key cho cái con BQ 9006 này xong thì nó đã có thể vào được chế độ Fast nha là chế độ full access và chúng ta có thể làm việc được với cái bộ nhớ của cái con BQ 9006 này ha chúng ta được quyền được gọi là chúng ta được toàn quyền truy cập đó đó chúng ta hiện tại đang 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 vào được toàn quyền truy cập với con chip BQ 9006 này hết anh em coi như là gọi là anh siêu thành công rồi đó thì giờ mình sẽ tiến hành mình vào uh, bút boot mode hay còn gọi là uh, recovery mode đó. đó. thì mình sẽ ít ấn vào cái nút boot mode thì anh em để ý khi mà vào boot mode chúng ta read and for nó sẽ có cái dòng giống như vậy nè bến new factor data bạn không ít là một bảy một bảy đó là còn chí nó đang ở trong chế độ boot mode nha anh em đó thì ở chế độ boot này thì anh em có thể là read được f rom read được firmware và read được cả ai Bây giờ chúng ta sẽ read hết tất cả để chúng ta sao lưu lại, chúng ta sao lưu lại để lỡ chúng ta có làm gì sai á thì chúng ta sẽ lấy cái file này chúng ta um, recovery, recover lại, chúng ta phục hồi lại cái trạng thái hoạt động của con chip nha. Tại vì uh, anh em không có biết là cái con chip này nó hoạt động ra sao á Cho nên là anh em phải sao lưu nó lại bằng cách chúng ta read và chúng ta lưu lại những cái file nha. Để lỡ chúng ta có thao tác sai hay làm cái gì đó sai á thì chúng ta còn có cái đường quay đầu lại ha anh em đó còn nếu như mà anh em không có sao lưu lại trước đó, mà mình lỡ mình làm gì nó sai mà nó đến dẫn đến hư hỏng cái dữ liệu ở bên trong con chip đó, thì còn như anh em bỏ luôn cái viên pin của chúng ta nha và cái bước này rất là, là một cái bước rất là quan trọng nha chứ chúng ta sau khi chúng ta anh siêu thành công rồi chúng ta đừng có vội vàng làm gì hết mà chúng ta phải uh, tiến hành sao lưu lại các file trước đi rồi muốn làm gì làm đó giờ có thể vọc phá thoải mái he, vì chúng ta đã có cái file sao lưu rồi Bây giờ mình sẽ mở thử cái file bootmop cho anh em xem. Ở trên, trong cái file bootmop ha. Đó, đây là file bootmop ở dạng à, mã head ha. Và chúng ta có thể thấy cái 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 file này nó nó là một cái gì đó chúng ta không thể nào hiểu được ha. Nó là cái gì đó không thể hiểu được nó là những cái mã hết thôi. Và nhiệm vụ chúng ta bây giờ là để tìm cách đi mở khóa tại vì chúng ta đã có thể vào được con chip rồi. Chúng ta đã có thể vào được trong cái bộ nhớ con chip và bây giờ chúng ta chỉ việc đi tìm cách để mở khóa lại con chip này hết anh em đó thì hiện tại con chip vẫn còn ở trong chế độ boot mode ha bây giờ để thoát khỏi chế độ boot chứ anh em sẽ vào comment và send 08 ha xin 08 giống như mình đó. đó thì nó sẽ thoát ra khỏi được chế độ boot và nó sẽ trở lại chế độ bình thường đó sau khi thoát boot mode thì anh em có thể read lại info thông tin này kia các thứ một cách bình thường rồi bây giờ thì mình đã 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 đưa con chip về chế độ bình thường rồi chip nó đã siêu lại rồi nha lúc này chip nó siêu lại này cờ xét một và set không nó đã đỏ lại tức là con chip đã siêu lại yeah. nhưng mà chúng ta vẫn còn rca này ss extract chắc tức là những cái liên quan tới khóa chip đó chip nó đang bị khóa đó vậy bây giờ chúng ta phải tiếp tục tìm cách để mở khóa lại con chip ha yeah. bây giờ mình sẽ tiến hành mình uh, điền kỳ lại một lần nữa để mình unseal siêu lại đó sau khi mình điền kỳ xong thì mình anh siêu mình đã anh siêu lại cái con chip và lại tiếp tục tìm cách để mở khóa cái con chip này ha đó thì giờ mình tiếp tục thao tác thao tác thao tác thao tác để tìm cách mở lại cái con chip ờ, để khôi phục lại cái hoạt động của con chip ha mình bấm tài lệ me hết mình bấm tùm lum hết để mình mình, mình 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 tìm cách coi là có cách nào để mình có thể mở khóa lại được con chip hay không á anh em đó và bây giờ mình, mình 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 tiếp tục mình tìm cách tìm cách tìm cách tìm cách tìm cách và tìm cách để có thể mở lại được cái con chip này ha anh em. Đó, nói chung là cái con BQ9006 này anh em đi tìm kiếm hết đi trên mạng internet thì chúng ta sẽ không có một cái thông tin gì về cái việc mà có ai đó mở khóa thành công được cái con chip này nha hầu như là sẽ không có thể tìm thấy luôn và cho dù nếu có mình nghĩ cũng không có ai chia sẻ đâu nha không có ai chia sẻ về cái cách mà làm sao để có thể mở khóa lại được con chip này ha vì nó cũng có nhiều lý do lắm anh em đó. Và rõ ràng một cái điều quan trọng là DJI không hề muốn ha, không hề muốn chúng ta mở khóa cái con chip này. Không mở khóa được cái loại pin này. Nó họ độc quyền luôn. Họ độc quyền luôn cái cái loại pin uh, dành cho những cái dòng FPV luôn ha. Ok anh em, sau khi mình mua máy tè le hột mé chân thì giờ mình sẽ thử mình mở coi nó, nó có lên không thấy anh em. Hay là nó vẫn vậy ha. Rồi ha, nó vẫn khóa ha anh em, chứ nó không có lên nha. Vẫn nháy như đúng rồi ha. Và có thể thấy là cái cục pin uh, của DZ FPV này nó sẽ không có cách nào để có thể mở khóa được nha anh em cho tới thời điểm hiện tại nha mình vẫn chưa tìm ra được cái cách để có thể mở khóa lại được cái viên pin này nha